Trong những năm qua, phong trào khuyến học khuyến tài trong các dòng họ ở huyện Ân Thi đã phát triển rộng và trở thành một nét đẹp, đẹp, từ đó tạo động lực quan trọng thúc đẩy tinh thần hiếu học của các địa phương. Sau một năm học tập và lao động, mỗi dịp Tết đến, con em dòng họ Lê Xuân ở xã Quang Vinh, huyện Ân Thi lại trở về nhà thờ họ Tháp Hương, cung kính báo công với tổ tiên những thành tích mà các em đã đạt được trong một năm học vừa qua. Qua đó, ý thức học tập và rèn luyện của mỗi con em gia đình trong dòng họ ngày càng được nâng cao. Việc học và khuyến khích con em học tập trở thành nội dung quan trọng trong mỗi cuộc họp họ, lan tỏa phong trào học tập mạnh mẽ trong dòng họ, thu hút 100% gia đình dòng họ Lê Xuân tham gia. Mỗi khi dịp Tết đến Xuân về, con cảm giác rất là vui và phấn khởi khi được cùng với bố mẹ và ông bà đến nhà thờ họ Lê để báo công cho các cụ. Con hứa sau này phải học tập thật tốt và là một người công dân của ích cho đất nước ạ là một điểm sáng trong phong trào khuyến học, khuyến tài của huyện Ân Thi, xã Phú Ủng đã thu hút được sự vào cuộc mạnh mẽ của các ban ngành, đoàn thể trong thực hiện phong trào khuyến học, khơi dậy truyền thống hiếu học của quê hương. Hiện nay, toàn xã có 15 dòng họ thành lập hội khuyến học hoạt động hiệu quả thông qua việc vận động ủng hộ, xã hội hóa từ con em dòng họ để xây dựng phát triển quỹ, tổ chức động viên trao thưởng kịp thời con em có thành tích cao, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt xã đã hai lần tổ chức thành công đại hội biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập tiêu biểu. Thành lập cái quỹ khuyến học khuyến tài thì cái mục đích chính là để động viên khích lệ các cháu mà có thành tích học tập tốt. Ngay trong nghị quyết của chúng tôi cũng đã nói là phát triển công tác khuyến học nhằm thúc đẩy cái công tác giáo dục đào tạo để ngày càng phát triển song song với phát triển kinh tế xã hội. Bởi vì đào tạo con người nền tảng vững chắc cho cái sự phát triển về kinh tế xã hội lâu dài. Và công tác khuyến học của chúng tôi đã trở thành cái nền nếp đã trở thành cái nét đẹp trong phong trào thi đua. Đến nay, toàn huyện Ân Thi đã có 342 dòng họ đã được công nhận trên tổng số 650 dòng họ, trong đó nhiều dòng họ có thành tích học tập cao, phát triển phong trào khuyến học khuyến tài mạnh mẽ, tiêu biểu như dòng họ Nguyễn Văn ở thôn Hoàng Cả, thị trấn Ân Thi. Họ Nguyễn Thôn Bình Lăng, xã Tiền Phong, họ Phạm, xã Phụ ủng họ Trần, xã Hoàng Hoa Thám. À, Ân Thi là một huyện thuần nông, nhưng mà có truyền thống hiếu học. Và đến nay cũng là một trong những huyện có cái phong trào khuyến học khuyến tài à, lối của tỉnh Hưng Yên. Đặc biệt là hàng năm à, chúng tôi là quỹ của huyện là cũng duy trì từ 300 đến 400 triệu Thế còn các xã thì tổng hợp lại là cũng khoảng độ gần 4 tỷ. Thế và từ cái ý nghĩa khuyến học khuyến tài thế thì các dòng họ là động viên con cháu học tập để làm sao đảm bảo được uh, cho các cháu là uh, có điều kiện 100% không có cháu nào là bỏ. Với cách làm hiệu quả sáng tạo trong công tác khuyến học khuyến tài, phong trào khuyến học trong các dòng họ ở huyện Ân Thi đã và đang góp phần vào phong trào khuyến học chung của toàn tỉnh góp phần xây dựng một xã hội học tập, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Văn Hiến, tạo nên những nét đẹp văn hóa của các địa phương.